quý khán giả và các đồng chí, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng bộ đội hóa học vẫn đang phải hàng ngày xử lý các chất độc hóa sinh học còn tồn dư trong đất và trong các kho vũ khí còn sót lại. Đây là một nhiệm vụ không chỉ nặng nề, vất vả và khó khăn, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ nhiễm phải các chất độc hóa học nếu trong quá trình xử lý có xảy ra bất trắc. Làm thế nào để có thể bảo đảm sức khỏe và giảm thiểu thấp nhất việc nhiễm phải các chất độc hóa học này? Mời quý vị khán giả và các đồng chí cùng có buổi trò chuyện với đại tá thầy thuốc ưu tú bác sĩ Lê Xuân Hữu, chủ nhiệm quân y của binh chủng hóa học, để có được những giải đáp cho chương trình ngày hôm nay. Để trước khi bắt đầu vào buổi trò chuyện ngày hôm nay, xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng xem một clip sau đây ạ. Trong suốt 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã phun giải khoảng gần 80 triệu lít chất độc hóa học, bao gồm chất độc màu da cam có chứa dioxin, chất độc màu trắng để tàn phá rừng và chất độc màu xanh để tàn phá mùa màng xuống miền Nam Việt Nam. Trong đó có hơn 40 triệu lít chất độc màu da cam dioxin. Chất độc dioxin là loại chất diệt cỏ được xếp vào hàng những chất nguy hiểm nhất thế giới, không chỉ bởi khả năng gieo rắc cái chết mà nó còn để lại những di chứng cho nhiều đời sau. Khi được giải xuống một khu rừng, chất độc màu da cam tiêu diệt toàn bộ thảm thực vật, bất kể loại nào, phá hủy rễ cây, làm lá chết và rụng, biến một khu rừng rợp lá trở nên trơ trụi. Không chỉ vậy, chất độc màu da cam còn thấm vào đất, ngăn chặn sự phát triển của các loại cây sau này, phá hủy ngành nông nghiệp và gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Khi người Mỹ sử dụng ở Việt Nam thì bản thân họ cũng không nghĩ đến là đây là một loại chất độc mà nó nguy hiểm đến như thế và nó tồn lưu lâu như thế trong thiên nhiên của chúng ta. Cho nên đối với chúng ta đây là việc rất là nặng nề, rất là khó khăn. Chất độc da cam đã làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề, các hệ sinh thái bị đảo lộn. Nó làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân với biết bao thảm cảnh mà nhiều thế hệ phải hứng chịu. Và Bộ đội Hóa học Việt Nam, lực lượng được huấn luyện để luôn sẵn sàng trước những nguy cơ, trước những kẻ thù lạnh lùng, nguy hiểm nhất. Vũ khí hóa học cũng đứng trước nhiệm vụ khó khăn, cần sự kiên trì nhất, điều tra, thu gom, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Đồng chí, là chúng ta vừa tìm hiểu thực trạng các chất độc hóa học còn tồn dư trong chiến tranh tại Việt Nam. Vậy thì thưa đồng chí là những cái chất độc hóa học mà chúng tôi vừa đề cập trong phóng sự này thì bộ đội hóa học còn đang phải xử lý và thu gom những chất độc hóa học nào khác ạ? Từ sau chiến tranh thì với rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có một nhiệm vụ xuyên suốt và khá nặng nề, đó là cái xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Ngoài những cái chất độc mà người ta vẫn hay nói đến như là chất độc diệt cỏ, rồi cái danh từ là dioxin, tức là chất xanh, chất trắng, thì còn lại những cái hóa chất mà có tồn tại trong bom, trong mìn, trong lựu đạn, thế và các cái chất tạo khói có độc cũng là cái nhiệm vụ mà bộ đội học phải thu gom. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và lâu dài. Từng cái lớp lớp cán bộ chiến sĩ hóa học, từ vị tướng đến người chiến sĩ, từ các nhà khoa học đến người nhân viên trong phòng thí nghiệm, với cái nhiệm vụ cơ bản mà thường xuyên phải thực hiện, đó là nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đo vẽ bản đồ và nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu môi trường, và cũng như là trực tiếp tổ chức thực hiện để giảm thiểu môi trường, để trở lại cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong những giai đoạn hiện tại thì với cái phát triển công nghiệp mà như hiện nay thì binh chủng hóa học còn được giao thêm cái nhiệm vụ là khắc phục sự cố đối với các cái nhà máy công nghiệp, đối với các sự cố về môi trường, đối với các sự cố về phóng xạ, cho nên nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Và binh chủng thường xuyên phải có một cái đội chuyên nghiên cứu, tập luyện để ứng phó các cái sự cố chất độc hóa học này, không những trong nước và tham gia với các cái nước mà khu vực ASEAN. Thưa đồng chí, những cái chất độc hóa sinh học như thế này nếu mà đi vào cơ thể con người thì có thể gây ra những hậu quả như thế nào cho cán bộ và chiến sĩ ạ? Cái ảnh hưởng của chất độc hóa học là một danh từ chung, ảnh hưởng đến con người thì đã được các nhà khoa học nghiên cứu, có rất nhiều tài liệu nói về cái chuyên ngành sâu này. Cái tính độc hại của nó phải nói là tàn khốc. Tuy nhiên ở trong cái giới hạn này thì chúng tôi chỉ có
trao đổi những cái nhóm bệnh chính mà cái chất độc hóa học có thể gây nên. Trong đó đại diện là dioxin có trong chất diệt cỏ. Cái nhóm thứ nhất là nhóm bệnh gây bệnh lý ác tính. Với đặc biệt các mô mềm thì dioxin ở trong cơ thể người nó gây ung thư của gan, của thận, của phổi, của lách, của hệ thống tạo máu và rất nhiều các cơ quan của mô mềm khác. Cái nhóm bệnh lý thứ hai là cái nhóm bệnh lý bất thường về sinh sản. Không những một thế hệ mà có nhiều thế hệ khi mà bị nhiễm chất độc tổn lưu sau chiến tranh và đặc biệt là dioxin thì đã mất khả năng sinh sản, cả về những người tham gia chiến đấu là những người lính cũng như là những người mà chịu ảnh hưởng của cái vùng mà bị ô nhiễm. Cái nhóm thứ ba là nhóm các bệnh về chuyển hóa. Các bệnh về chuyển hóa cơ thể như là chuyển hóa mỡ, chuyển hóa đường thì đều bị ảnh hưởng bởi cái nhiễm chất độc dioxin này, Và cuối cùng là cái nhóm bệnh lý mà chất độc hóa học gây ra, đó là dị tật. Cái này ở trong truyền thông và trong các nghiên cứu đã nói rất là rõ, không những là cái thế hệ trực tiếp tham gia bị ảnh hưởng và còn rất nhiều thế hệ sau đã gây những cái dị tật, những quái thai mà đất nước chúng ta đang hàng ngày phải khắc phục và phải làm sao xoa dịu được cái nỗi đau này, không những bây giờ mà còn rất lâu sau này. Với những chia sẻ vừa rồi của đồng chí thì có thể thấy là những cái tác hại của các chất độc hóa sinh học này khi đưa vào cơ thể con người thì có thể gây ra những cái hậu quả khôn lường. Vậy thì quân y binh chủng trong thời gian vừa qua đã có những cái biện pháp như thế nào để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội hóa học và giảm thiểu thấp nhất những cái nguy cơ ảnh hưởng của các chất độc hóa sinh học này ạ? Hạn chế cái khả năng nhiễm độc đối với bộ đội là một cái nội dung hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo sức khỏe của chúng tôi. Nó xuyên suốt toàn bộ cái y học binh chủng mà chúng tôi trong những năm qua chúng tôi đang từng ngày hoàn thiện. Và chúng tôi bắt đầu từ những cái nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất có thể nói đến là tuyển chọn. Khi tuyển chọn cái thanh niên nhập ngũ vào binh chủng, chúng tôi đã bắt đầu phải ý thức về cái sức khỏe của họ, về những cái bệnh mà có thể hạn chế lưu thông đường hô hấp, về những cái bệnh tim mạch mà khi vào thực hành nhiệm vụ người ta phải mặc khí tài vận động trong môi trường khá khắc nghiệt thì không thể chịu đựng được. Thành thử là cái việc tuyển chọn đầu vào của thanh niên chúng tôi đã bắt đầu phải cẩn trọng. Việc thứ hai là cái việc mà huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ. Bởi vì không ngẫu nhiên mà thanh niên vào thì có thể có một cái sức chịu đựng lớn ở trong khí tài phòng da phòng hô hấp như mọi người đã thấy được. Cho nên cái việc huấn luyện từ thấp đến cao, từ nhẹ đến nặng, từ môi trường đơn giản đến phức tạp là đòi hỏi rất cao đối với bộ đội học để tập thích nghi, để tập cái sức chịu đựng rèn luyện trong môi trường mà có thực hành nhiệm vụ và xử lý chất độc tổn lưu sau chiến tranh. Cái đầu vào thứ ba là đầu vào cái sức khỏe trước khi cái đội chiến sĩ này vào thực hành xử lý chất độc tổn lưu sau chiến tranh. Cái nhóm giải pháp thứ hai ấy, là cái nhóm giải pháp chúng tôi gọi chung là an toàn lao động. An toàn lao động có hai cái khía cạnh, một là an toàn lao động về môi trường. Thì cái môi trường lao động phải đảm bảo giảm đến mức tối thiểu các yếu tố độc hại như bụi, như tiếng ồn, như là cái sự bay hơi của các cái chất độc tổn lưu còn lại sau chiến tranh. Trong cái bãi xử lý của chúng tôi ở các cái sân bay Phú Cát, sân bay Biên Hòa, sân bay Đà Nẵng thì thường xuyên có một hệ thống phun dài nước để làm giảm bụi. Thế rồi thường xuyên có cái hệ thống trinh độc, trinh sát chất độc để đánh giá được cái mức độ độc ở trong môi trường, để chúng tôi có những cái cảnh báo và điều chỉnh thích hợp cho bộ đội. Ngoài ra, trong quá trình mà thực hành nhiệm vụ thì cái bố trí giải lao, cái bố trí giờ hoạt động cho từng ca, từng kíp để phù hợp với sức khỏe của từng đối tượng và để phục hồi sức khỏe, phục hồi sức khỏe để tiếp tục vào cái ca xử lý tiếp theo cũng được chúng tôi đặc biệt chú trọng. Cái nhóm giải pháp thứ ba là nhóm giải pháp nâng đỡ thể trạng. Chúng ta đều biết rằng là với một cái thể trạng thật tốt và được phục hồi thật nhanh thì cái khả năng nhiễm độc, cái khả năng thích ứng môi trường, ngăn chặn được cái sự xâm nhiễm của các chất độc mà trong đó đặc biệt là chất độc hóa học thì có thể phải hạn chế được. Cho nên chúng tôi hết sức chú trọng cái nội dung này. Cái việc mà giám sát sức khỏe trước, trong và sau của toàn bộ quá trình xử lý trong một đợt xử lý được chúng tôi thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Ở đó chúng tôi có khám sức khỏe tổng thể, có đánh giá các cái xét nghiệm về chỉ số sinh lý, nếu có biến động chúng tôi kịp thời xử lý và cũng căn cứ vào đó để chúng tôi kịp thời bố trí cái thời gian nghỉ, bố trí cái lượng dinh dưỡng và bố trí cái thuốc nâng đỡ cơ thể phù hợp để bộ đội có đủ sức để tiếp tục làm cái nhiệm vụ rất là quan trọng này.
Đây là một tình huống diễn tập tổ chức cấp cứu, khắc phục sự cố hóa chất độc hại và môi trường của lực lượng binh chủng hóa học. Tình huống đặt ra là nhà máy X xảy ra sự cố cháy nổ, có hiện tượng rò rỉ hóa chất độc hại. Trong thời gian sớm nhất, cần tổ chức lực lượng khắc phục sự cố, cấp cứu, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nhiễm độc. Sau khi nhận nhiệm vụ, lực lượng quân y cùng với các lực lượng khác trong binh chủng hóa học đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng thực hiện việc tìm kiếm và cấp cứu nạn nhân trong khu vực nhiễm độc. Với tính chất làm việc trong điều kiện môi trường hóa độc xạ, nên quy trình cấp cứu, chuyển thương của bộ đội hóa học cũng có nhiều điểm khác so với các quân binh chủng trong toàn quân. Việc tổ chức cấp cứu cho nạn nhân trong khu nhiễm độc với yêu cầu hỗ trợ y tế mức 1 bao gồm 4 bước cụ thể như sau. Bước 1. Trước khi cơ động vào trong khu nhiễm, tất cả các lực lượng phải mang mặc khí tải phòng da và mặt nạ phòng độc, đảm bảo đúng kỹ thuật, sau đó mới được cơ động vào tìm kiếm nạn nhân. Bước 2. Sau khi tìm kiếm được nạn nhân, phải nhanh chóng cách ly nạn nhân ra khỏi môi trường độc xạ bằng cách đeo khí tải mặt nạ phòng độc cho nạn nhân. Bước 3. Sau khi đeo mặt nạ phòng độc cho nạn nhân, phải nhanh chóng bộc lộ vết thương và sơ cấp cứu nạn nhân tại chỗ bằng các kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến, sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân ra khỏi vùng bị nhiễm. Bước 4. Ngay sau khi đưa bệnh nhân ra khỏi vùng bị nhiễm, thì việc đầu tiên phải cởi bỏ mặt nạ, đồng thời sơ bộ tiêu tẩy và tắm rửa cho nạn nhân. Tiếp tục xử lý và điều trị vết thương cho nạn nhân ngoài khu nhiễm. Cấp cứu và vận chuyển thương binh ở trong vùng độc ấy thì phải tuân thủ những quy định, là ví dụ như là phải kỹ thuật xử lý, chẩn đoán và xử lý phải nhanh, phải chính xác, cũng như là cái kỹ thuật, cái việc vận chuyển thương binh là cũng phải nhanh chóng và đảm bảo là an toàn và không gây thêm các tổn thương phụ. Và đặc thù của bộ đội hóa học là còn phải yếu tố nữa là ý thức độc tình, tức là phải cái tinh thần cảnh giác khi mà làm việc trong môi trường có độc. Trở lại với buổi trò chuyện ngày hôm nay, thưa đồng chí, trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ để cấp cứu và chuyển thương cho bộ đội đến khu vực an toàn thì lực lượng quân y phải đảm bảo những tiêu chí gì ạ? Cái tổ chức cấp cứu thương binh trong khu nhiễm độc là một môn học của quân y binh chủng hóa học. Chúng tôi đã có cái hoàn thiện về tài liệu, đã có hoàn thiện huấn luyện và tất cả cán bộ chiến sĩ quân y hóa học đều phải thành thục cái nội dung cấp cứu thương binh trong khu nhiễm độc. Với các yêu cầu thì có rất nhiều yêu cầu. Tuy nhiên chúng tôi tập trung vào một nhóm yêu cầu chính. Cái yêu cầu đầu tiên là nhanh nhất trong điều kiện có thể. Bởi vì ở trong cái khu nhiễm độc thì chúng tôi cố gắng, luôn luôn cố gắng làm sao để nạn nhân rút ra cái khỏi khu đấy nhanh nhất, để cái khả năng nhiễm độc thấp nhất, thì cái cơ hội để cứu chữa cho nạn nhân nó sẽ rất là cao. Cho nên đây là yêu cầu đầu tiên. Yêu cầu thứ hai là cái thực hành khí tài của nhân viên quân y. Nhu cầu này không phải đơn giản. Nhân viên quân y thì các thầy thuốc thường thực hiện bằng tay không và bằng các kỹ thuật mà đã được huấn luyện. Tuy nhiên với quân y học thì phải thực hiện bằng khí tài. Thành thử ra là các cái kỹ thuật mà thực hiện trong khi cấp cứu thương binh đều phải thực hiện trong khí tài phòng da phòng hô hấp và phải có găng tay. Với yêu cầu phải đúng kỹ thuật và phải nhanh nhất có thể mà trong cái bộ khí tài phòng da phòng hô hấp trong chiến đấu, thì đây là một yêu cầu khá khó khăn và chúng tôi phải thường xuyên tập luyện để đảm bảo cho quân y có thể thành thục tất cả các động tác để cứu chữa thương binh trong khu nhiễm độc. Cái nội dung thứ ba, đúng kỹ thuật. Đây là một đặc biệt của người y. Các vết thương trong chiến tranh nếu xử lý không đúng kỹ thuật sẽ để lại những sai lầm đáng tiếc để xử lý tiếp theo sau này. Cho nên chúng tôi cũng đòi hỏi đây là một yêu cầu cao đối với cán bộ, nhân viên quân y trong quá trình thực hành cái nhiệm vụ cấp cứu thương binh trong khu nhiễm. Và cái yêu cầu cuối cùng, cái nhóm yêu cầu cuối cùng là phối hợp nhịp nhàng ở trong kíp. Thường thì chúng tôi tập theo một kíp quân y đi vào một cái bối cảnh nhất định để cứu chữa nạn nhân. Thì cái sự phối hợp giữa kíp quân y đó, giữa các cái nhân viên quân y đó phải hết sức nhịp nhàng để đảm bảo kịp thời về kỹ thuật, đảm bảo kịp thời về thời gian và mục đích cuối cùng là đúng kỹ thuật và nhanh nhất đưa nạn nhân ra khỏi khu nhiễm độc. Như vậy,
đòi hỏi người cán bộ nhân viên quân y phải có cái trình độ thuần thục về cả về chuyên môn và thuần thục về chuyên môn binh chủng thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ hơn cái đối tượng quân y bình thường khác. Thưa đồng chí, là chúng tôi có tìm hiểu và được biết là đối với bộ đội hóa học của các lực lượng nước ngoài, ví dụ như Nga chẳng hạn, thì khi mà thực hiện nhiệm vụ trong những khu vực nhiễm độc thì bộ đội hóa học có được trang bị một cái túi thuốc bao gồm rất là nhiều những cái loại thuốc có thể gây ức chế các loại chất độc hóa sinh học. Bộ đội nước ngoài thì như vậy, còn bộ đội Việt Nam thì như thế nào ạ? Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước và các cuộc chiến tranh sau này thì cái túi thuốc cá nhân thì được chúng ta hỗ trợ bởi quân đội của các nước. Tuy nhiên sau ngày hòa bình lập lại thì cái yêu cầu về cái đảm bảo sức khỏe cho bộ đội để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, nhưng mà như chúng tôi đã nói thì phải luôn luôn có cái nhu cầu đặt ra. Đối với các quân đội các nước thì người ta có một cái túi thuốc cá nhân để phòng hóa sinh và các chất độc khác. Tuy nhiên ở Việt Nam thì trong những năm gần đây thì đã hoàn thiện được một số cái thuốc cũng như là phương tiện quân y để hỗ trợ cho cái nội dung công việc này. Tuy nhiên rằng để hoàn thiện thành một cái túi thuốc cá nhân thì chúng tôi cũng chưa thể đóng một cái túi cá nhân để thực hiện cái nội dung này cho từng người một, mà chỉ có ở mức độ tập thể. Gần đây thì cộng với cái việc mà nghiên cứu cái túi thuốc cá nhân thì các cái phương tiện phòng hộ khác để đảm bảo cho cá nhân cũng đang tiếp tục được các cái cơ quan, nhà máy của đơn vị tiếp tục sản xuất, như là hộp lọc độc, như là mặt nạ, như là quần áo phòng da, phòng hô hấp, có những cái cải tiến nhất định để làm sao hỗ trợ tốt nhất trong điều kiện có thể cho người chiến sĩ để thực hiện cái nhiệm vụ bảo đảm hóa học. Đây là dây chuyền sản xuất mặt chùm của hộp lọc độc tập thể MV5. Tất cả đã được bán tự động, máy móc thay thế phần lớn công sức của công nhân. Tại đây, 31 chi tiết nhựa cùng với 14 chi tiết cao su của mặt nạ sẽ được tạo ra. Mặt nạ phòng độc là sản phẩm phòng hóa cá nhân chủ đạo, là một trong những vật bất ly thân của bộ đội hóa học, giúp bảo vệ mặt và hệ thống hô hấp khỏi những tác động của khí độc, hơi độc. Do đó, việc nghiên cứu làm chủ công nghệ chế tạo khí tài phòng hóa mặt nạ phòng độc MV5 có ý nghĩa rất thiết thực với bộ đội hóa học. Không chỉ quan tâm, đầu tư đến các đề tài mang hàm lượng khoa học cao, trong những năm qua, hàng loạt những sáng kiến, ý tưởng của cán bộ chiến sĩ trong binh chủng hóa học cũng lần lượt ra đời, xuất phát từ chính những đòi hỏi thực tiễn của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng nhằm để phục vụ cho công tác bảo đảm sức khỏe cho bộ đội hóa học. Sáng kiến giá tắm cho thương binh của cán bộ chiến sĩ đại đội 66, lữ đoàn 86, binh chủng hóa học là một ví dụ cụ thể. Bộ đội ngay sau khi được đưa ra khỏi khu vực vùng nhiễm sẽ được sơ bộ tiêu tẩy và tắm rửa trong nhà bạt tắm để tiêu độc. Diệt trùng bằng cách lần lượt đi qua các vị trí có vòi phun nước. Tuy nhiên, trong trường hợp bộ đội không có khả năng vận động, việc tắm rửa trong khoang tắm nhỏ hẹp khó có thể thực hiện được. Thì khi không có giá tắm cho thương binh thì quá trình tắm rửa vệ sinh cho thương binh thì rất là khó khăn. Nên là xuất phát từ vấn đề đó thì đối với đơn vị đã nghiên cứu và chế tạo ra giá tắm cho thương binh. Đối với giá tắm cho thương binh thì khi đưa vào thực tế thì đã giải quyết được vấn đề đó là giúp quá trình tắm rửa cho thương binh, đặc biệt là những đồng chí mà mất khả năng vận động thì diễn ra được dễ dàng. Giá tắm cho thương binh được chia làm hai phần. Phần thứ nhất bao gồm hệ thống đường dây. Phần thứ hai là giá vận chuyển thương binh được gắn bánh xe di chuyển trên đường dây. Khi thực hành triển khai và sử dụng, thương binh được đặt trên giá đưa vào khoang tiêu độc, sẽ lần lượt được đẩy qua các ngăn của khoang. Thương binh có thể nằm trên giá, dừng lại ở từng khoang để tiêu độc hoặc chuyển về sau dễ dàng. Có thể thấy là những cái sáng kiến ý tưởng vừa rồi rất là thiết thực và hiệu quả. Nó hỗ trợ tích cực cho bộ đội hóa học trong quá trình mà thực hiện và triển khai nhiệm vụ. Vậy thì xin hỏi đồng chí là trong thời gian tới, quân y của binh chủng và lãnh đạo chỉ huy binh chủng sẽ có những cái biện pháp như thế nào để nâng cao các phương án luyện tập trong môi trường nhiễm độc đối với cán bộ và chiến sĩ của binh chủng hóa học ạ? Đây là nội dung huấn luyện chiến đấu xuyên suốt từ các cấp lãnh đạo, từ nghị quyết lãnh đạo trong hàng năm, từng kỳ, từng tháng, cái từ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của binh chủng.
trong đó có cái nhiệm vụ của quân y, cùng với các cái cơ quan chuyên ngành khác đang từng ngày hoàn thiện cái cách bảo đảm để thực hành các tình huống tốt trong huấn luyện và trong sẵn sàng chiến đấu, thì quân y chúng tôi cũng phải từng bước nghiên cứu để hoàn thiện. Trong cái quá trình đó, chúng tôi đã kết hợp cùng với các cơ quan chuyên ngành nghiên cứu như Cục Quân y, như Học viện Quân y, để tiếp tục nghiên cứu các cái thuốc, các cái trang bị, các cái sáng kiến tại chỗ để phục vụ công tác bảo đảm sức khỏe cho bộ đội hóa học. Tuy nhiên rằng là cái cách để càng ngày cái việc mà nghiên cứu, cải tiến, đi sát vào đời sống của bộ đội thì chúng tôi cũng cần cái sự vào cuộc của rất nhiều cơ quan, như là từ lãnh đạo chỉ huy, từ cơ quan hậu cần. Và gần đây, trong những năm gần đây thì việc này cũng đã được hết sức quan tâm và chú ý. Và chúng tôi cũng nhận được cái sự ủng hộ cũng như là cái lo lắng của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, của cơ quan hậu cần, để làm sao đó trong điều kiện có thể hiện nay nghiên cứu được những cái giải pháp tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Ông cha ta có một câu là thực túc thì binh cường. Vậy thì xin đồng chí có thể chia sẻ là cái chế độ dinh dưỡng và khẩu phần ăn của bộ đội hóa học được cân đối ra sao, nhất là trong những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt quá nóng hoặc là quá lạnh ạ? Như chúng tôi đã trao đổi thì cái nội dung huấn luyện của bộ đội hóa học cũng như thực hành nhiệm vụ của bộ đội hóa học hết sức đặc thù, đòi hỏi phải có một cái chế độ đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về dinh dưỡng khá là đặc biệt. Trong những năm sau này thì bộ đội hóa học cũng được cái khẩu phần ăn của bộ đội hóa học được Đảng và Nhà nước, được quân đội rất quan tâm. Ngoài khẩu phần ăn bình thường như của các chiến sĩ khác thì cán bộ chiến sĩ được có thêm cái khẩu phần ăn của cái hoạt động trong khí tài, phòng da, phòng hô hấp. Đương nhiên là với đặc điểm huấn luyện, đặc điểm thực hành nhiệm vụ thì cái nhu cầu về dinh dưỡng, nhu cầu để đảm bảo cân bằng thể lực, cân bằng nước, cân bằng điện giải, nó là một yêu cầu hết sức là chi tiết và cần phải được bổ sung, còn phải nghiên cứu thêm. Tuy nhiên rằng với cái đảm bảo như hiện nay thì chúng tôi cùng với cơ quan hậu cần đã có cái tham mưu cho chỉ huy lãnh đạo để đảm bảo cho bộ đội có những cái khẩu phần ăn tương thích với các cái hình thái huấn luyện. Ở những cái đơn vị huấn luyện chưa huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ thì có một cái mức độ ăn khác, và những huấn luyện đơn vị huấn luyện khí tài thì có một cái mức độ ăn khác, chế độ ăn khác. Và đặc biệt là với cái lực lượng mà tham gia xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh thì lại càng được chú trọng ở cái cách phân chia bữa ăn, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hợp lý, cách bổ sung nước, điện giải thật phù hợp, và đặc biệt là các cái chế độ ăn theo chất để phù hợp với từng cái hình thái huấn luyện, tập luyện thì đã được cơ quan hậu cần rồi các đơn vị hết sức là tập trung lãnh đạo, và chúng tôi thấy rằng việc đảm bảo này trong những năm qua đã đáp ứng được khá tốt cái nhu cầu đòi hỏi của thực tế huấn luyện và thực hành nhiệm vụ của bộ đội hóa học. Chiếc túi quân y nặng không quá 300 gram này thực sự nhỏ mà có võ, chỉ bằng không quá một gang tay. Bên trong nó chứa đến 11 dụng cụ cấp cứu, sơ cứu ban đầu cho bộ đội trong tình huống gặp phải các vết thương mạch máu hoặc do rắn độc, côn trùng độc cắn khi dã ngoại chiến đấu. Chúng ta biết là cái vết thương động mạch và cái vết thương do rắn độc, côn trùng độc cắn ấy, nếu mà không được cấp cứu kịp thời thì có thể là sau một vài phút là bệnh nhân có thể tử vong. Để tránh những cái hậu quả thương tâm như thế thì bản thân tôi nghĩ ra là chúng ta nên trang bị trong mỗi bộ đội là những cái túi quân y cá nhân để chữa những cái trường hợp thiết yếu và cần thiết nhất. Sáng kiến túi quân y được làm bằng vải dằn di gồm hai ngăn. Ngăn thứ nhất đựng bên trong một chiếc garo cải tiến, một chiếc bút bi, một đèn pin nhỏ. Ngăn thứ hai đựng một lọ povidone 20ml, hai cuộn băng, một túi gạc và hai đoạn miếng dán cố định. Ngoài ra, túi còn hai ngăn phụ ở hai bên đựng hai con dao tiểu phẫu, hai ống atropine, hai bơm tiêm 5ml. Ngoài ra, túi còn được may thêm hai con đỉa để đeo qua thắt lưng bên hông, đảm bảo độ chắc chắn, không rung lắc khi bộ đội hành quân. Với bộ đội hóa học, khi làm việc trong điều kiện môi trường chất hóa độc xạ, nếu không được cấp cứu và điều trị ngay, có thể gây ra những tổn thương tại chỗ cũng như toàn thân rất nặng nề.
Do đó, chiếc túi quân y của Trung úy Nguyễn Văn Thiện còn trang bị thêm túi tiêu độc cá nhân và ống thuốc chống khói nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thương do các loại vũ khí sát thương hàng loạt gây nên. Chiếc túi quân y đã được đưa vào dùng thử nghiệm cho cán bộ chiến sĩ ở Lữ đoàn 86 binh chủng hóa học. Phần lớn đều đánh giá đây là sáng kiến túi quân y thiết thực trong thực tiễn, dễ sử dụng, đa năng trong nhiều tình huống, bị thương, có thể sử dụng túi quân y để tự cứu và cứu lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ. Chiếc túi quân y nếu được đưa vào áp dụng và trang bị thêm một số bài giảng cho bộ đội về cách sử dụng trong các trường hợp cần thiết sẽ góp phần không nhỏ vào việc cấp cứu, điều trị quân y hiệu quả hơn, bảo đảm quân số, sức khỏe cho bộ đội trong chiến đấu. Những hình ảnh về sáng kiến ý tưởng chiếc túi quân y của Bộ đội Đại học đã kết thúc chương trình Quân y và đời sống ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá, Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Lê Xuân Hữu đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.